Bạn trai chúng Huyền Thanh âm chặt Harry Won. Cả hai diễn xuất thân mật tình tứ trong MV Làm Sao Để Yêu của Harry. Trai Won sở hữu chiều cao 1m85, hiện là người mẫu ca sĩ và là bạn trai của chúng Huyền Thanh The Face. Anh có thân hình cân đối, phong cách hao hao các sao Hàn Quốc. Trai Won được ekip của Harry Won mời đóng MV Làm Sao Để Yêu. Làm Sao Để Yêu là ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận viết riêng cho Harry Won. Bài hát thể hiện nỗi buồn da diết của cô gái khi chia tay người yêu. Nội dung MV là câu chuyện tình đẹp giữa cặp đôi yêu nhau và quyết định tiến đến hôn nhân. Harry và Trai Won có nhiều cảnh tình tứ, trong đó có cảnh họ thân mật ôm lấy nhau. Harry cho biết, ban đầu cả cô và Trai Won đều khá e dè vì chưa hiểu được tính tình của nhau. Tuy nhiên, càng về sau, cả hai càng phối hợp ăn ý. Những cảnh tình tứ ngày càng trở nên ngọt ngào và tự nhiên hơn. Câu chuyện tình yêu trong MV có kết thúc bất ngờ, những nút thắt sẽ dần dần được tháo gỡ qua bàn tay của đạo diễn Huy Trần. MV Làm Sao Để Yêu được thực hiện trong vòng một ngày. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!